Chào bạn, ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn hướng dẫn bạn cái cách quản trị một cái website. Và video này tôi sẽ hướng dẫn một cách cơ bản để cho những các bạn mà chưa bao giờ tiếp xúc với website, chưa biết cách quản trị website vẫn có thể làm được. Và nếu như các bạn muốn can thiệp vào code hoặc là làm những cái kỹ thuật khó hơn thì các bạn cần phải đi học hoặc là các bạn thuê những người chuyên nghiệp để làm thay cho các bạn, được không ạ? Và sau khi thiết kế website xong thì đơn vị thiết kế website sẽ cung cấp cho bạn một cái tài khoản để quản trị website. Nó sẽ bao gồm một cái đường link đăng nhập. Đường link đăng nhập sẽ có dạng là tên miền của bạn, gạch chéo WP gạch ngang admin. Và tôi sẽ lấy cái website cá nhân của tôi là xuannhat.net để hướng dẫn các bạn. Ví dụ ở đây, cái website của tôi là xuannhat.net thì nó có cái đường link đăng nhập là xuannhat.net gạch chéo WP gạch ngang admin. Ngoài ra các bạn sẽ được cung cấp một cái tên người dùng, tiếng Anh gọi là user, một cái mật khẩu, tiếng Anh gọi là password, đúng không ạ? Sau khi có những cái thông tin này thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào tài khoản được quản trị. Và các bạn sẽ truy cập vào cái đường link đăng nhập. Ok, truy cập vào đường link đăng nhập thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì các bạn sẽ tiến hành gõ tên người dùng và gõ mật khẩu vào và tiến hành đăng nhập. Đó, đúng không ạ? Và sau khi đăng nhập xong thì chúng ta sẽ được điều hướng đến cái trang quản trị. Nó sẽ như thế này. Nó sẽ có thanh menu ngang này và menu dọc. Đó. Và cái video này chỉ dành cho những các bạn chưa biết về website, chưa biết cách quản trị website nên nó sẽ ở cái mức độ rất là cơ bản. Đúng không ạ? Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một cái bài viết, một cái chuyên mục, một cái trang, cách tạo sản phẩm, danh mục sản phẩm và thay đổi thêm bớt một số cái menu, đúng không ạ? Thì tôi sẽ hướng dẫn bạn này cách tạo chuyên mục, rồi bài viết, rồi cách tạo trang, cách tạo danh mục sản phẩm, cách tạo sản phẩm, cách tạo và tạo thêm bớt menu. Và tôi nhắc lại là những cái kỹ thuật khó hay là can thiệp vào code thì các bạn cần phải đi học hoặc là các bạn thuê những cái người chuyên nghiệp để làm cho các bạn, để tránh cái tình trạng là các bạn mò mẫm gây ra những cái lỗi dẫn tới website không hoạt động, đúng không ạ? Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái chuyên mục. Rồi chúng ta quay trở lại cái trang quản trị. Các bạn click vào bài viết, đúng không ạ? Click vào cái phần bài viết này này. Bài viết, đúng không ạ? Cái thanh menu dọc này nó sẽ có cái phần bài viết và chúng ta click vào phần bài viết, nó sẽ xuất hiện ra một cái tab như thế này. Các bạn click vào chuyên mục, đúng không ạ? Click vào chuyên mục và chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái chuyên mục. Đây, các bạn gõ cái chuyên mục mà các bạn muốn tạo vào. Ở đây ví dụ là tôi sẽ tạo một cái chuyên mục là hướng dẫn đi, đúng không ạ? Một cái chuyên mục là hướng dẫn. Và các bạn kéo xuống này, các bạn click vào thêm chuyên mục. Đó, thì nó sẽ xuất hiện ở ngay đầu đây. Hướng dẫn, đúng không ạ? Chúng ta muốn thêm một cái chuyên mục nữa thì các bạn vẫn làm tương tự thôi. Ok, tôi đã tạo xong một cái chuyên mục rồi. Tôi đã tạo thành công một cái chuyên mục với tên là hướng dẫn rồi, đúng không ạ? Và bây giờ tôi sẽ tiến hành thêm một cái bài viết mới. Đó. Đây là cái giao diện để chúng ta tạo một cái bài viết mới. Thì cái bài viết này chúng ta sẽ gõ cái tiêu đề của nó vào, đúng không ạ? Ví dụ đây, tôi sẽ gõ là hướng dẫn quản trị website. Đó, đúng không ạ? Hướng dẫn quản trị website. Để có thể đưa cái bài viết của chúng ta lên top thì các bạn cần phải học về SEO nữa. Tức khi chúng ta search một cái sản phẩm của chúng ta hay là một cái dịch vụ hay là một cái hướng dẫn gì đó thì cái bài viết của chúng ta hiện lên cái trang đầu của Google thì các bạn cần phải đi học, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ tiến hành gõ cái tiêu đề của bài viết lên cái ô này, đúng không ạ? Đó, nó sẽ xuất hiện một cái đường link như thế này. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ
viết nội dung ở dưới đây. Đó, chúng ta sẽ viết nội dung ở dưới đây. Rồi, chúng ta sẽ viết ví dụ nội. Ví dụ như nó sẽ là nội dung 1 đúng không ạ? Nội dung 2. Kết luận. Đó. Đúng không ạ? Và đây thì các bạn sẽ có thể là sử dụng cái tiêu đề này là tiêu đề 2 này. Những cái tiêu đề nhỏ hơn thì là tiêu đề 3 này. Đó, tiêu đề 3 này. Ví dụ kết luận này cũng vậy. Đó thì chúng ta có thể thêm, ví dụ như là thêm hình ảnh. Thêm hình ảnh. Đó, chúng ta tải tập tin lên chẳng hạn. Chúng ta sẽ tải tập tin lên. Đây tôi sẽ vào trong cái chuyên mục hình ảnh, ví dụ như đây. Tôi sẽ thêm một cái hình ảnh vào bài viết đúng không ạ? Các bạn có thể thay đổi kích thước này. Đó. Rồi thêm một số cái nội dung ở đây. Ví dụ như nội dung 1 chẳng hạn. Đó. Các bạn có thể copy dưới cái phần chú thích rồi cái phần thẻ an. Rồi cập nhật đúng không ạ? Nó sẽ xuất hiện như này, chúng ta có thể căn giữa này. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể thêm một số cái đường link. Đó, chúng ta thêm một cái đường link bằng cách là click vào đây đúng không ạ? Thêm đường link. Ví dụ như ở đây là xuânnhất.net chẳng hạn. Đó đúng không ạ? Và các bạn click vào áp dụng. Đó, thêm link. Hoặc là chúng ta có thể thay đổi màu chữ. Đó, thay đổi màu chữ văn bản này. Hoặc là in đậm. In nghiêng. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm một số cái video chẳng hạn, đúng không ạ? Thêm video. Thì thêm video thì chúng ta tốt nhất để cho website của chúng ta nó load nhanh hơn thì chúng ta có thể tạo một cái kênh YouTube, đúng không ạ? Chúng ta tải cái video của chúng ta lên đấy. Đây, ở đây thì tôi có kênh YouTube đây. Đó, tôi sẽ tiến hành tải cái video của tôi lên đây và tôi tiến hành sao chép cái đường link đúng không? Click vào share này. Đây tôi copy cái đường link này và tôi dán vào cái phần bài viết đúng không ạ? Đó thì ngay lập tức nó sẽ nhúng cái video của chúng ta lên đây. Đó, vô cùng đơn giản đúng không ạ? Và tiếp đến thì các bạn có thể thêm một số cái thẻ. Cái thẻ ở đây nó là cái từ khóa đấy các bạn. Nó là một cái số cái từ khóa. Rồi các bạn click vào cái chuyên mục. Ví dụ chuyên mục của chúng ta là chuyên mục hướng dẫn đúng không ạ? Thì các bạn click vào hướng dẫn. Đó. Nó sẽ ở cái chuyên mục hướng dẫn. Nó sẽ giúp chúng ta dễ phân loại hơn đúng không ạ? Giúp độc giả chúng ta sẽ dễ phân loại hơn, dễ tìm kiếm hơn. Thì chúng ta click vào hướng dẫn. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt một cái ảnh đại diện. Tập ảnh đại diện. Cái ảnh đại diện nó sẽ xuất hiện như ở đây này các bạn. Cái ảnh đại diện nó sẽ xuất hiện ở cái phần giữa blog đúng không ạ? Nó sẽ xuất hiện. Đây, nó sẽ xuất hiện ở cái phần này, ở ngoài đây. Cái phần đại diện. Đó, và chúng ta tiến hành đăng. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành đăng. Và chúng ta sẽ xem bài viết thử của chúng ta nhé. Đó, cái bài viết của chúng ta nó sẽ trông như thế này đúng không ạ? Đấy. Rồi các bạn nhớ luyện tập nhé. Nhớ luyện tập để cho cái phần đăng tải của chúng ta nó sẽ trông đẹp mắt hơn. Rồi các bạn nhớ luyện tập này. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cách tạo chuyên mục và cách tạo bài viết rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái trang. Đây, trang thì chúng ta cũng click vào cái thanh menu đứng này, menu dọc này, click vào trang và tiến hành click vào thêm trang mới. Thì thực ra trang và bài viết nó cũng như nhau thôi đúng không? Cái cách làm nó cũng như nhau thôi. Có điều khác đó là trang thì chúng ta không tương tác được. Nó sẽ không cho chúng ta bình luận đúng không? Trang nó sẽ không cho chúng ta bình luận. Ở đây thì cái bài viết nó sẽ có phần bình luận này, còn trang thì không. Đây, ví dụ trang đây.
nó sẽ không cho chúng ta bình luận. Đó, đây là điều khác biệt. Và các bạn cũng tương tự thôi. Ví dụ là hướng dẫn quản trị web, thường thì trang thì chúng ta sẽ sử dụng để viết trang giới thiệu, trang liên hệ, đúng không ạ? Trang chính sách, vân vân. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo một cái trang là hướng dẫn quản trị web. Đó, cũng tương tự thôi. Chúng ta sẽ viết cái tiêu đề này, rồi nội dung một, nội dung hai, vân vân, và kết luận chẳng hạn. Và chúng ta cũng có thể thêm một số cái link, đúng không ạ? Thêm link thì chúng ta click vào đây, thêm link. Đó, ta click vào đây để thêm link. Ví dụ là cái đường link mà chúng ta muốn khách hàng click vào để truy cập đó. Ở đây thì tôi muốn truy cập đường link duy nhất .net chẳng hạn. Và các bạn lưu ý là nhấn áp dụng nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể căn chỉnh căn giữa này. Đó. Hoặc là chúng ta có thể thêm một số cái đề mục. Đó, 1 2 3 gì đó. Đó, vân vân. Và chúng ta muốn bỏ cái này thì chúng ta click vào xóa đường dẫn này đi. Đúng không ạ? Đơn giản. Đó. Thì tương tự cái phần bài viết thôi. Và chúng ta tiến hành cập nhật cái ảnh đại diện ở đây. Đấy, tôi mô phỏng cho các bạn thôi, đúng không ạ? Tôi làm rất là nhanh thôi. Rồi các bạn nhớ luyện tập nhé. Rồi các bạn tiến hành, các bạn đăng. Đúng không ạ? Là chúng ta sẽ có một cái trang rồi. Và chúng ta click vào đây để xem trang này. Đó, đúng không ạ? Trang thì lưu ý nhé. Các bạn lưu ý là nó sẽ dành cho cái phần giới thiệu này, hoặc là những cái phần như là chính sách, quyền riêng tư, vân vân, liên hệ, và nó không tương tác được thì chúng ta sẽ sử dụng cái trang để chúng ta soạn thảo. Còn không thì chúng ta sử dụng cái bài viết, thì cái bài viết thì nó sẽ cho cái người đọc á bình luận, đúng không ạ? Đóng góp ý kiến. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo được một cái bài viết, tạo một cái chuyên mục và tạo một cái trang rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo sản phẩm. Thì các bạn cũng cái thanh menu đứng thì chúng ta click vào danh mục, đúng không ạ? Đây, phần sản phẩm này. Chúng ta click vào danh mục. Ở đây thì tôi sẽ tiến hành tạo một cái danh mục. Ví dụ ở đây là sách, đúng không ạ? Sách. Tôi thêm một cái danh mục sản phẩm là sách, cũng thêm danh mục mới. Đó, nó sẽ xuất hiện ở đây. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm một cái sản phẩm. Đây, thì chúng ta sẽ click vào thêm mới. Bây giờ tôi sẽ thêm một cái sản phẩm. Ví dụ ở đây sẽ là, ở đây tôi sẽ lựa chọn một cái cuốn sách đây. Đúng không ạ? Rồi tôi sẽ kéo xuống nhé. Đây, sách bí mật chuyên gia đi, đúng không ạ? Bí mật chuyên gia này. Rồi, chúng ta review cái cuốn sách bí mật chuyên gia này. Và chúng ta sẽ gõ cái phần mô tả ở đây. Mô tả cuốn sách ở đây, đúng không ạ? Mô tả nó sẽ là cái phần review của chúng ta về cuốn sách, nó hay dở như thế nào, nó mang lại những cái kiến thức gì, chúng ta review. Đó, chúng ta viết mô tả ở đây, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta kéo xuống, chúng ta có thể cập nhật cái giá bán. Giá bán ở đây ví dụ như là 168.000 đi, đúng không ạ? Giá khuyến mãi nó là 158 chẳng hạn. Đó. Chúng ta có thể lên lịch ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái mô tả ngắn. Đó. Đấy, chúng ta thêm những cái nội dung vào như vậy. Và ngoài ra thì các bạn có thể thêm ảnh sản phẩm. Ở đây thì các bạn có thể tải lên, đúng không ạ? Tải dập trình lên. Đây, tôi sẽ vào trong cái phần này để tôi bước chuyên gia, đúng không ạ? Tôi thêm một cái hình ảnh. Rồi click vào thiết lập. Đó, được không ạ? Các bạn có thể tạo một cái thư viện sản phẩm, tức là nhiều góc độ khác nhau thì các bạn có thể thêm vào đây. Tuy nhiên ở đây tôi không cần, đúng không ạ? Sau khi các bạn tạo xong những cái nội dung
ví dụ như là cái tiêu đề này, ví dụ cái tiêu đề sản phẩm của bạn có thể là rau sạch hay là đặc sản gì đó, các bạn có thể ghi vào đây. Ở đây thì là sách, nên tôi cái cuốn sách bí mật chuyên gia nên tôi sẽ đặt là bí mật chuyên gia, sách bí mật chuyên gia. Tôi sẽ mô tả review, nói về những cái chi tiết về sản phẩm, các bạn, chi tiết về sản phẩm đó, chi tiết về sản phẩm, xuất xứ vân vân, các bạn ghi xuống dưới đây đó, các bạn viết xuống dưới đây. Mô tả ngắn nó cũng tương tự cái phần này thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta sẽ viết rất là ngắn nó để cho khách hàng có thể nắm được. Rồi bước theo thì chúng ta có thể lựa chọn cái từ khóa sản phẩm, ở đây là sách bí mật chuyên gia chẳng hạn, chuyên gia chẳng hạn, đúng không ạ? Và các bạn click vào thêm, và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ click vào cái phần danh mục sản phẩm, đúng không ạ? Chúng ta click vào danh mục sản phẩm, rồi bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành đăng đó, đăng rồi, ok. Sau khi lưu xong thì chúng ta sẽ xem sản phẩm đó, các sản phẩm của chúng ta như thế này, đúng không ạ? Mô tả ngắn nó sẽ xuất hiện ở đây, và cái phần mô tả dài nó sẽ xuất hiện dưới đây, đúng không ạ? Đó, hình ảnh đó, thì chúng ta sẽ thêm được cái phần sản phẩm, ok, được chưa? Đó, nó ở trong cái phần chuyên mục sách, đúng không ạ? Đây, chuyên mục sách, đúng không ạ? Sách đây thì chúng ta mới có một sản phẩm thôi, thì nó sẽ xuất hiện ở đây đó. Chúng ta có thể xem này đó, đúng không ạ? Ok, và nếu như các bạn không thích thì các bạn có thể xóa đi, đúng không ạ? Vô cái phần tất cả sản phẩm này, chúng ta có thể xóa cái phần sản phẩm này đi bằng cách click vào đây, và chúng ta sẽ bỏ vào thùng rác và nhấn áp dụng. Cái phần danh mục này cũng vậy, đúng không ạ? Và các bạn có thể lấy lại bằng cách click vào thùng rác này, và chúng ta click vào phục hồi. Đó. Cái phần bài viết này cũng tương tự thôi. Chúng ta muốn xóa một cái bài viết nào đó thì chúng ta sẽ click vào tất cả bài viết. Đó. Hướng dẫn quản trị website thì chúng ta bỏ vào thùng rác, và chúng ta muốn lấy lại thì chúng ta cũng làm tương tự như cái bước lúc nãy. Tôi xóa một cái sản phẩm đi và tôi lấy lại sản phẩm đó. Rồi, ok. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành tạo thêm bớt menu, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta muốn tạo một cái menu. Ở đây tôi muốn tạo một cái menu là sách, đúng không ạ? Trong phần shop này tôi muốn tạo một cái menu sách. Thì bây giờ chúng ta sẽ click vào phần là giao diện, rồi click vào menu. Rồi các bạn lựa chọn cái menu ở đây nhé. Các bạn lựa chọn cái menu ở đây. Ở đây cái menu này nó sẽ là cái menu chính này. Thì thường nó sẽ đặt là menu chính hoặc là main menu. Và các bạn lựa chọn. Rồi các bạn sẽ kéo xuống. Ở cái phần này thì tôi sẽ tiến hành thêm một cái danh mục, đúng không ạ? Nó chưa xuất hiện danh mục ở đây thì các bạn sẽ kéo lên. Các bạn lựa chọn vào cái phần hiển thị này, tùy chọn hiển thị, đúng không ạ? Các bạn thêm một cái danh mục sản phẩm vào. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện ở dưới đây. Danh mục sản phẩm. Và tôi sẽ tiến hành click vào xem tất cả. Tôi click vào sách, rồi thêm vào menu. Đó. Và ở đây tôi sẽ tạo cho nó một cái menu cấp 1, đúng không ạ? Menu cấp 1. Và tôi tiến hành lưu menu. Đó, thì các bạn có thể tạo những cái menu cấp 2 hoặc cấp 3 tùy vào cái mong muốn của các bạn. Thì các bạn sẽ rất là đơn giản thôi. Ví dụ tài nguyên đời này, đúng không ạ? Tôi muốn tạo một cái menu cấp 1 là shop, đúng không ạ? Menu cấp 2 là sách, thì tôi sẽ kéo thả thôi. Đó, kéo thả. Kéo này, thả ra. Đơn giản vậy thôi. Đó, được không ạ? Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành lưu. Lưu menu. Đấy. Tôi đã thêm một cái menu sách ở đây rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành load lại cái trang này. Thì nó sẽ xuất hiện cái phần shop này. Cái phần shop nó sẽ xuất hiện cái menu sách ở đây. Được không ạ? Rồi, ok. Làm thế nào để xóa cái phần danh mục sách này đi? Thì các bạn click vào menu, cũng vô phần giao diện này. Các bạn click vào menu. Và các bạn chọn cái menu.
mà các bạn muốn xóa. Đó, chọn cái menu các bạn muốn xóa và bạn kéo xuống này, và các bạn click vào cái mũi tên ở đây này, nó sổ xuống thì các bạn click vô xóa bỏ đó, đúng không ạ? Và các bạn tiến hành lưu. Đấy. Ok, ở cái phần menu này thì chúng ta có thể tạo mới menu bằng cách click vào đây, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo một cái menu mới tinh luôn đó, thì các bạn click đặt tên, ví dụ là top 3 menu, các bạn tạo trình đơn, tạo menu đấy các bạn. Đấy, ở đây ví dụ tôi sẽ tạo một cái top 3 menu đi, tạo trình đơn. Rồi tiếp đến thì chúng ta có thể thêm trang, thêm bài viết, thêm blog, thêm liên kết tự tạo, thêm chuyên mục, thêm danh mục sản phẩm, tag, đó, vân vân. Chúng ta có thể thêm rất nhiều thứ ở đây, đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy là cái phần này nó có thể là trang, có thể là chuyên mục, có thể là bài viết, có thể là những cái link mà chúng ta tự tạo, đúng không ạ? Đó, thì các bạn có thể tham khảo và luyện tập thêm bằng cách là chúng ta tạo cái menu mới, chúng ta thêm bớt những cái trang bài viết vào trong cái phần menu này. Ví dụ ở đây chúng ta có thể thêm trang, đúng không ạ? Rồi chúng ta có thể thêm bài viết đó, tùy vào cái thiết kế của bạn hoặc là những cái thay đổi của bạn, các bạn có thể thay đổi cái menu cho nó phù hợp và cho nó khoa học nhất. Đấy, các bạn thấy không? Đó là tôi đã hướng dẫn các bạn tạo này, thêm bớt, xóa bớt menu đi. Nó vô cùng đơn giản, đúng không ạ? Đó, như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn cái cách tạo một cái chuyên mục, một cái bài viết, một cái trang, một cái danh mục sản phẩm, một cái sản phẩm và tạo thêm bớt menu. Đó, thì các bạn có thể điều chỉnh cái menu theo mong muốn của các bạn. Đó, được không ạ? Rồi, ok. Và tôi tin rằng là các bạn đã nắm được một số cái thông tin cơ bản để quản trị website rồi. Và các bạn hãy luyện tập nhé. Mà các bạn muốn thành thạo thì các bạn phải luyện tập thôi. Và ngoài ra để cho cái bài viết hoặc là những cái sản phẩm của bạn lên top, lên cái top 1 của Google thì các bạn cần phải đi học thêm về những cái khóa SEO nữa. Đó, các bạn cần phải đi học thêm thì các bạn mới có thể quản trị website và đưa cái website của mình đến gần với độc giả, đến gần với khách hàng hơn. Hoặc là các bạn thuê một cái người chuyên về quản trị website để làm cho các bạn. Và một cái phần nữa mà tôi muốn nói với các bạn đó là có một số cái website nó có chức năng bán hàng, thì chúng ta xem cái phần bán hàng, cái phần đơn hàng mà khách hàng đặt ở đâu, thì các bạn click vào cái phần WooCommerce, đúng không ạ? Các bạn click vào cái phần đơn hàng đó để chúng ta xem những cái đơn hàng ở đây. Ở cái website này thì tôi chưa có bán hàng nên thành ra là cái đơn hàng này chưa có. Ok, thì tôi sẽ mở một cái website khác của tôi, ví dụ như cái website này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ click vào phần WooCommerce và click vô phần đơn hàng để chúng ta xem cái đơn hàng mà khách hàng đặt hàng của chúng ta. Ok, thì chúng ta kéo xuống này, có một số cái đơn hàng ở đây thì nó đã hoàn thành rồi, bởi vì mọi người đã thanh toán rồi và tôi sẽ click vô đã hoàn thành. Còn một số cái đơn hàng, ví dụ đơn hàng này đang được chờ xử lý này, thì tôi click vào. Đó, tôi click vào cái đơn hàng này thì nó sẽ xuất hiện một số cái thông tin này, ví dụ như là địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng của khách hàng. Thì các bạn cần gọi điện để xác nhận xem là khách hàng có phải mua cái đơn hàng này hay không, hay là các khách hàng chỉ đặt chơi chơi trên này thôi. Đó, nếu như khách hàng xác định là mua sản phẩm của chúng ta thì chúng ta sẽ tiến hành hỏi địa chỉ lại, xác nhận địa chỉ lại một lần nữa để chúng ta gửi đơn hàng cho khách hàng. Sau khi mà khách hàng gửi tiền cho chúng ta và đơn hàng thành công rồi thì chúng ta sẽ click vào cái phần này, đúng không? Tạm giữ, đã hoàn thành hoặc đã hủy. Đó, thì chúng ta sẽ click vào cái phần trạng thái này. Ở đây thì khách đang chờ xử lý, đúng không ạ? Nếu như khách hàng chuyển tiền cho chúng ta xong và chúng ta chuyển hàng xong thì chúng ta sẽ click vô đã hoàn thành, hoặc là tạm giữ ở đây đã, khách hàng chưa có muốn lấy. Đó, thì chúng ta click vào đây. Ví dụ như có nhiều người cùng quản trị website thì họ đã sẽ biết được, đúng không ạ? Đó,
và chúng ta sẽ click vào cái tác vụ hành động ở đây là nếu như mà đơn hàng hoàn tất chẳng hạn thì chúng ta sẽ gửi cho khách hàng một cái email. Ok, và chúng ta tiến hành click vào cập nhật. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ quản trị cái đơn hàng đối với cái website có chức năng bán hàng. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn quản trị website một cách cơ bản rồi. Và chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.